Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Tuất. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi tuất chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất. Tử vi tuổi tuất tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tương xung mang lại nhiều tác động tiêu cực đến cho sự nghiệp của người tuổi tuất. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với những sự cố không báo trước, đồng thời có cách xử lý phù hợp khi đứng trước những tình huống như vậy trên thực tế bạn là người có khả năng trong công việc bạn chủ động nhận trách nhiệm mà không cần đến sự phân công của người khác tinh thần tự giác giúp bạn thường được lãnh đạo đánh giá khá tốt tuy nhiên bạn lại khá cứng đầu cứng cổ trong các tình huống cần đến sự ứng biến tức thời thậm chí nhiều khi bạn khăng khăng với ý kiến của mình không chịu thỏa hiệp với mọi người xung quanh đó là nguyên nhân khiến các cuộc tranh cãi mâu thuẫn nổ ra thường xuyên gây ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ cũng như tiến độ công việc của bạn con giáp này cần phải học cách kiềm chế bản tính nóng này thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình mỗi khi mắc lỗi bản mệnh không nên tìm lý do để bao biện cho hành động của mình đặc biệt bạn chớ nên nghĩ đến việc đổ lỗi sai cho người khác để người khác phải gánh tội cho mình bạn làm vậy không những là hại người khác ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể mà còn đang tự làm xấu đi hình ảnh của bản thân nói vậy không có nghĩa là tháng ba của người tuổi tất chỉ toàn những điều đen tối nguyệt lệnh lâm quan đới cho thấy dù trong tình huống nào bạn vẫn duy trì được sự lạc quan vốn có trạng thái tâm lý tích cực này giúp bạn có thể nhanh chóng tìm ra hướng đi mới để giải quyết bế tắc khắc phục những vấn đề mà mình vô tình mắc phải trong công việc các tinh giải thần xuất hiện cũng cho thấy quý nhân có thể xuất hiện ngay vào những lúc bạn gặp phải nhiều điều khó khăn nhất. Nếu có cơ hội được tiếp xúc với quý nhân, bạn hãy khiêm tốn lắng nghe và học hỏi từ đối phương nhiều hơn, nhờ vậy mới ý thức được vấn đề của bản thân và có định hướng khắc phục, sửa chữa trong tương lai. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về phương diện tài lộc. Người tuổi tuất cần phải cẩn thận trong việc đầu tư trong suốt tháng 3 này, bởi dưới tác động của cục diện tương xung, bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, nhầm lẫn, dần đến việc hao tài tốn của, chưa chắc đã thu được lợi nhuận như mong muốn. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi tuất âm lịch khuyên bạn đừng để bản tính nóng này, không chịu nhượng bộ gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao với khách hàng, đối tác. Nếu luôn tìm cách thoái thác, không chịu nhận lỗi thuộc về mình, bạn sẽ tự làm xấu đi hình ảnh cá nhân, hình ảnh của công ty, khiến mọi người không có ý định hoặc rè chừng hơn khi hợp tác với bạn. Tháng này bạn cũng sẽ phải chịu sự đấu tranh gay gắt đến từ đối thủ cạnh tranh, khiến việc kiếm tiền tưởng chừng ổn định bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Bạn cần phải bình tĩnh để đưa ra được những đối sách phù hợp, bởi không phải lúc nào tranh đấu, giành giật cũng là cách thích hợp để giải quyết các vấn đề quan đới cho thấy bạn là một người luôn hừng hực ý chí và đầy ắp những ý tưởng tuy nhiên quãng đường biến ý tưởng thành hành động vẫn còn khá xa trước hết bạn cần chuẩn bị đầy đủ mọi nhân lực và vật lực cần thiết trước khi bắt tay vào thực hiện đại hao cho thấy bạn cũng sẽ chi tiêu nhiều khoản khá tốn kém trong suốt khoảng thời gian này Hãy lý trí hơn khi mở hầu bao, tình hình lương không tiến triển và đầu tư chưa đem lại hiệu quả như thế này, tốt nhất bạn nên cắt giảm các nhu cầu của mình, đặc biệt không nên chạy theo những món đồ xa xỉ đắt tiền, vượt quá khả năng kinh tế. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi tuất âm lịch về phương diện tình duyên. Đường tình duyên của người tuổi tuất phủ một màu ảm đạm trong suốt khoảng thời gian tháng 3 âm lịch này bạn cần phải tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn trước khi oán trách người khác đặc biệt là nửa kia của mình người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng của mình thậm chí nhiều khi hai người đối nghịch với nhau đến mức xảy ra chiến tranh lạnh chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ quan điểm của mình đừng để những rạn nứt trong mối quan hệ tạo thành cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ vợ chồng có vấn đề gì xảy ra, nếu tha thứ được thì nên tha thứ cho nhau, vợ chồng không nên tính toán quá chi ly hoặc so bì thắng thua, bởi dù ai thắng, ai bại thì cả hai cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ thực sự được. Người vẫn còn độc thân có tính cách khá cởi mở, lạc quan, thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, dường như trong khoảng thời gian này, mọi người tiếp xúc với bạn đều không mang những ý đồ đơn thuần, bạn chớ nên vội vàng quyết định đến với một ai đó, hãy dành thêm thời gian để đôi bên có thể tìm hiểu về nhau kỹ hơn. Chỉ khi tìm được những người chân thành, thẳng thắn với mình thì cuộc sống sau này của bạn mới hạnh phúc được. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tuất âm lịch về phương diện sức khỏe. Tháng 3 này may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất khá ổn định. Bạn luôn cảm thấy sức sống dồi dào dù có nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt nhờ vậy bạn có thể bắt tay vào thực hiện nhiều công việc đã lên kế hoạch từ trước mà không cần phải trần trừ do dự để có thể tiếp tục giữ trạng thái sức khỏe như thế này bạn nhớ duy trì một lối sống khoa học với giờ giấc sinh hoạt cố định chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao đồng thời hạn chế tụ tập ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ hoặc uống nhiều bia rượu sử dụng chất kích thích khó khăn không ngừng xuất hiện song bạn không nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất của bạn Hãy tâm sự với bạn bè, người thân xung quanh nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và biết đâu, đối phương có thể đưa cho bạn phương hướng giải quyết vấn đề. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2021. 1. Mậu tuất, thuộc mệnh mộc, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết tính tình nóng nảy, không muốn nghe theo lời khuyên của người khác. Quý nhân, dần, mão. Tiểu nhân, tị, thìn. Màu sắc may mắn: nâu, xanh. 2. Canh Tuất, thuộc mệnh Kim, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết tài chính xuống dốc không nên vội vàng đi tới quyết định đầu tư. Quý nhân thân ngọ. Tiểu nhân sửu thìn. Màu sắc may mắn: nâu, đỏ. 3. Nhâm Tuất, thuộc mệnh Thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân quý nhân, hợi tị. Tiểu nhân, dậu dần. Màu sắc may mắn: trắng, xám. 4. Giáp tuất, thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết không nên vội vàng quyết định đến với một ai đó. Quý nhân, dậu mùi. Tiểu nhân, thìn sửu. Màu sắc may mắn: trắng, đỏ. 5. Bính tuất, thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương khẩu quyết hạn chế chi tiêu chỉ dành tiền cho những món hàng cần thiết quý nhân ngọ mão tiểu nhân tị mùi màu sắc may mắn vàng đen cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn thành công trong tháng mới xin chào và hẹn gặp lại